บาดជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបចំបាច់បណ្ឌិតវង្សសំអូនឯកទេសផ្នែកខាងកម្មវិធីសិក្សានិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនមកពីសាកលវិទ្យាល័យនរិសួនប្រតិថៃទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹងបំណិនដែលកូនសិស្សគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគូវិធីសិក្សាជាក់មណ្ឌលបាទអញ្ចឹងយើងនៅនិយាយពីគូវិធីសិក្សាជាក់មណ្ឌលដែរលោកគ្រូណា
center learning ở đại ba đó. Và đây trong student center learning cứ song song lơ chỉ là mua để học tháp bổng năm của nó đó, nhưng học tháp A T L đó, nên ta approach to learning đó. Approach to learning cái trong giới thanh chất của nó đó, cái trong tháp bổng năm skill để con sắp prapra nó bị riêng là không cố vì thì sắc mình chạm mình đổi bạn chẳng là cô mơ cho một trong đó thì và trong việc học skill đang kém đó nên tìm mua thinking skill, research skill, social skill, communication skill, and management skill. Phần tay nó không bị tổ lấy cứ trong trong ai là cô score skill lên sân trong mặt trong giấy biểu prapra thì bây giờ score hai bên dương giấy biểu prapra và tìm mua thinking skill skill chẳng hạn là con khủng và cái này kinh nghiệm thinking skill là khủng khủng này là khủng tầm được hơn tầm đầu nè nè à tập critical rồi còn logical thinking và nè cả cái bài cái vị trạng ngạc nhiên nè chẳng cái này kinh nghiệm critical logical thinking cứ kia tầm chế biến cái là con khủng và kinh nghiệm mình process mình reason nè mình evidence chẳng ai được buồn cú chứ bạc lại những sân bạn chẳng cái JP làm nào ca reason and evidence hay cái nào cái JP process reason evidence dương thống nước khơi từ lơ nó instruction dương là tài sắc chân môi nhà dương ai pursue cả tích rồi gặp phở bloom phở cut smart dog rồi gặp phở cop và rồi gặp phở world hierarchy vì vụ tầng on why cứ apply the khả student center hay tầng on why cứ chạy tập tầng nâng ghế critical thinking rồi có logical thinking mình ta chia process cũng mơ blue mơ chắc phí remembering understanding more apply applying analyzing evaluating and creating chẳng hạn và hay bà Socrates mình cứ mau phí cái clarifying thinking understanding cho mơ challenging assumption cho mơ examining rational và cut smart dog mình nâng ghế tuning in finding out sorting out chẳng mau chẳng vì chia cái process ở chỗ bằng nâng cũng chẳng xong lưu thì họ đây là cú ai phở, là cú ai phở pi bloom nâng cầu bàn chẳng hạn, và là cú phở pi cái Socrates cầu bàn, thấy nhé, là Socrates cầu bàn là cú phở cái khách mặt đọc lên cầu bàn, chẳng là số bàn thế nữa, phải nên trong bàn thì không biết ôm một môn bùi hay, chẳng trong đây có thì họ mình bloom thì họ chọn, họ mà thằng lâu dữ mừng, bloom cứ ban trái tranh là critical thinking nó pi chấm này thì mỗi cứ nó không remembering the understanding, nên cái hạ thằng lower order thinking cứ cả kết cầm bật tiếp hay cầm bật tiếp chắc bị cái applying, analyzing, evaluating, creating cái cả thà higher order thinking cả kết cầm bật khắp bộ nhưng cái số thà cả lại na tóc này nhưng khi bấm đăng ca kết để có sắp ra nó bê nó kê sắc xa từ lớp action với bỏ bloom nó là hù mưa kẻ sắp cái pra nè của kẻ sắp khá là skill nó là không nông ở đoạn ca môi môi này nhưng mà sẵn thì remembering cái phởi cái mà tell prap explain for your list nè chọc lấy riêng mà describe bỏ ra chứ cô sơ phở lại nên cái thao mấy cô sơ phở skill nên skill nó bạc chỉ skill là cái kinh khó kính bật con lâu vờ nè cô theo mà cái lãnh chỉ là tìm understanding understanding mà sơ cô sơ phở kì họ bảo thằng find out search chẳng hạn look for chẳng phải cô sơ phở cái sắp tất ổn này chẳng bên thà skill nó chỉ cái chỉ lower order thinking nè hay dương mơ ta có sắp phở phải nước ban cầm rạch nào thì học nè hay mong chạy hay dương other thinking chạp bì cái chạp bì apply tập đó là cái creating cái nào hay dương other apply là cụ được hủ mơ cô sắp quạt đến cái connect sạp chuộp là apply nè quạt relate link gặp sạp chuộp chúng này đang được quạt miền sạp tên nâng cái chúng này đang quạt miền sạp buộc mùi chúng này đang quạt xoay đọc máu tên nâng bài quạt xem xe tiết mà ta được nông chia cần được chia phung chia quạt chia đưa con được nông rút được không xem được cách cho không dụ bài quạt bà bàn và quạt bà bàn miền tha cả lại nâng cứ quạt cái apply cái tình hình này chẳng hạn chúng bạn cái hố nó hay là hố mơ vì trên trang tìm màu cái trang tìm mùi cứ remembering mà understanding mà analyzing nè mà apply nhưng mà analyzing chẳng vì chia process hai thứ đó nó cứ lừa cái reason hay là cái EV evidence chẳng không là cùng một chữ bảng thế nữa và hai cú phần số cao cái kia và khác mặt đặc thế chẳng máu pi chỉ nó lừa mà được cú khởi như thế
chơi mình chơi team mui mình chun những infighting out và các động cơ mặt đỏ các động sự khác như thế cái clarifying thinking challenging assumption examining race này là chẳng mỏng đó mình chẳng miền thang lại đừng ngay thì hào thác cô sẽ có đặt lại cái thinking skill và khả năng riêng cho tam dùng hai mũi tiếp và cô cho tam dùng tệ và anh ấy còn bấy đứa cũ nữa Watson Glaser và chứ Watson Glaser này cứ còn bàn chảy của tôi cùng trong cho mọi người nghe còn ta sầm nhé cái khoa phim lôi khoa phim kinh bằng Watson Glaser của Watson Glaser còn là bấy đứa chiếm sức cứ càng vua lại càng cái khoa phim kinh vua cả cái bàn chảy nạn nhiên hay là cú ai ai sợi bạc quạt bạc trong bây giờ trong bị sợi bạc trong trong ra tâm thế bạc quạt được cái này chứ tim mũi của ta Watson Glaser nhé quạt dây đường argument của nó đó thì mỗi gì ăn chúng mình đó tí tí còn cái việc là assumption và nhá tí bây còn cái việc cái deduction và tí buồn còn cái việc inference và tí pram còn cái việc interpretation và nếu không argument này, so nhé, Watson Glaser là tha, bớt sân chỉ, nè, cô sân là ao buộc trái pì, weak and strong, miễn tha weak argument là thì họ, nào thì họ, cô sân khinh kỳ bài kia, khinh lúc bị nặng bài kia, khinh lúc A bài lúc B mồm, chứ cô sân là tha, lúc A nó khó hay bộ bài B mồm, nè, có miễn một hai đứa sau, có miễn hai, có miễn trên process nào sau, có sản phẩm chân, chân cả cái bản đánh hào tại cái weak argument, nào, ở góc chuông không critical thinking là cũng cũng strong kia tao cả strong critical thinking thì tao cả strong critical thinking này cứ strong argument nên cho ta muốn được còn dễ còn tầm mờ tầm nào cao và là mà hại hoặc là mất minh hoặc tàng mà trong con được gọi là sầu bạn nhé bạn học thế là gồm gú nữa nó không đâu assumption nó có chạy được gì đấy assumption thì muốn khá thật mình plan nâng vị đạo plan mình cầm rung nó không mình cầm rung nè là cô ấy cả đang chi kịp chẳng ngày mà thằng mật cả của ta là cô gồm chơi từ tẹt trong từ nhắm bài tên của ta và tập chúng tao đó là của mình cần cứ sỏ mỏng cứ chải phim cái thằng cá chải đặc năng cứ chải bị đào cái plan cứ chải không được đúng hay à cá chải đặc năng khá là cá chải quá cá kết bài kiểm tra như này nè chương cái ao miền plan này ao plan trong tham kết sân thả ta đi ạ dạng mai hai con là mấy yêu đến mấy 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 ngày ngày đang tính tuần này ót bên tàu ca tàu na ót rồi chẳng mấy ót hai sở rock máu bên của anh chải thằng của tàu bán được mình bán chương cá chải bên đó bên thì hào tạp plan thì hào tại cái assumption thì thiết mua được bảo critical thinking này và hai mục tiêu để đạt sân là cụ để đạt sân nhưng gì hay nữa cứ testing là theory chẳng hạn theory chẳng hạn miền tha tại mới theory phần phần ở mà khá là kinh chế tha trụ bờ đấy nó mới khôi sục hiệp một tiểu nên chơi theory máu đó chẳng dương mưa mưa tông mưa nãy trụ bờ đấy mưa nữa bộ những tay theory á dương tầm mưa à chắc sai mất tôi hiện nãy trụ bờ đấy nó khác này sục này phum này khum này tôi sẽ phiền bán cái pi pon nãy tầm mưa tôi xuất tả nãy khôi suốt mà ha đi nhớ chẳng bao giờ cú thảo à từ đây kinh chế nên phật đấy chẳng là cú mưa bây giờ cú tôi sẽ phiền có thể cú tập vào tôi sẽ tập vào reason tập vào evidence tập vào support này nhớ bạn muốn tiếp inference nhé inference này là conclusion của cô được cú nhé conclusion hay conclusion này của cô được cú nó bây giờ conclusion cái gì bây giờ lấy cái này bây giờ lấy evidence reason process nhé và hai mối tiếp interpretation và đôi khi này interpretation bằng nọ sai phải dùng bởi cái process reason evidence chẳng hạn bạn kể cả thật thiết được đó thì cứ thiết được bằng critical thinking hay critical thinking thì thiết được bằng cái thinking skill để cô sẽ phải vẽ chẳng cố mơ cố cố là cố mơ mình thật được đó thì cô sẽ phải còn anh đó thì phải thay cái children center và phải ATN là còn thinking skill nữa và mối tiếp chương trình này creative thinking ấy trong một chút bác này là cùng ngủ buộc trong bán và hàng chờ non trong video trong môn môn ở tháng chế đó về cô sơ là không cô sơ mình mình chỉ là đang thuần này sẹp mình bắp sau thuần này sẹp chẳng ngót chẳng ngay quạt vô một hàng từ lớp thiên bọt đã quạt riêng chẳng biết đến quạt đang thạc quạt chế bán xăm xăm rồi xăm rồi quạt được khóa khá đấy quạt từ rục rổ xoay rộ bỏ miền quạt từ phía quạt đang sẹp chất quạt trong khối quạt bán bỏ miền thường ọc bộ sọc chỉ môi được bỏ miền này quạt chế bọt sọc quạt miền sáp quạt chạp đám xa cho bản năng ạ tổng bục chiếm xe xa cho tất cả đất xa cho bục chia kì mi không mai bật chia xa xe tích cách dù bái ta gặp xa cho bản đoạn và sân gặp xa cho bản miền thác cứ quạt ra ra kể tư sinh kinh hình ta gặp xa xa cho các bạn thì miền thác cổng bạc hạt hay bên có tàu hiện thác nhà mạch chẳng ai lại nên có đặt lái của nó chẳng mà sân cú mưa tuy cô sơ hiện là bán trang chẳng thì xu thạc kể tư nó tàu bạc chân nằm đọc nè tạo bạn hay là cuốn cuốn này cho bạn khởi hành chắc là nên cứ thiết ra bọc cái thinking skill nó cứ nên critical rồi chỉ khó nó creative cho bạn nhé bạn là chúng mọi người TP nè TP khá là research và research skill
và chẳng sống sống lúc chồng chính tích của nó và bản chất cái này kinh tế research skill kinh tế sai ảnh là hồn hồn á kinh tế chia sẻ hai trong bạn giấy bị hướng ấy research kháng bạn nhập bạc kháng master kháng doctor hồn á trong giấy research skill thằng con sơ ATL này đã suốt phải mạch thì mỗi cái ai sở kết tâm mươi cái hạt thảo observing skill là hồn hồn á cứ skill sở kết observing skill là cứ cái trái cái này cái thác làm bắt observe bán lúc ta là anh vào trái cái sân nè, phải sân gì, anh trí cái đóng thằng trăm tám cá steep cá mưa cá bắt cá khử và mô tình đấy luôn á cô sẽ phải năng ok à là cô mưa thế bà có thể phải năng ok bên thác quạt ok lại này ok tí bì nè cứ quạt ách sở rộng là tập hóa là tên là chứ qualitative rồi có quantitative nãy là cô ở trong mặt thi họ mà thằng cô sẽ còn tập cả nè mình còn sợ mình đang có thắng cá đi thua trong bên là rom sợ sai thua chỉ vật mình đu rùi đi thua phục luôn nó sợ bằng trong à cá bỏ xe về nó bỏ cô sợ bị tập cả khá thắng bỏ xe tạm khoan thế thì tạm cô nó phiền cô sợ khá thế cả thắng được của cá này mà miên bây giờ stop bây stop clay stop crash stop chứ đang miên po so po lương po khó mà cá bỏ xe về nó khá thắng bỏ xe tạm khoan thế thì chẳng biết được của sự kết mơ research skill cô sợ phải ta cô sợ phải bỏ ra giá cho ngọt chôn nó ngọt bởi chôn nó mình thật con sân còn phải cái observing skill này không research skill này chứ bạn lên đấy và chân tí phì và tốt với con observe hay quạt measuring đó quạt measuring là con hồ mình thật là không chia sẻ là không research skill nó con sân measure và not measure mà thả lỡ bởi giấy bì 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 liê cái phở tham cho ngọt phở mong là bày vọt bì bì liê phở đê phở chúc phở thay bày vọt bì bì liê thì họ nè hay bởi giấy bì chồng ngái cái phở ấy kì bướn là giấy bì là bướn giấy bì chồng ngái nè kể phở mong này cho ngọt hay bởi giấy bì tổng ngôn cái phở ấy kì gene scale nè và hay bởi giấy bì tức cái phở ấy kì đọt phở gặp bông vua cho ngọt hay bởi giấy bì phở quái với cái phở mạch vua cho ngọt là cũng được ở chú bà kia là chắc xuống là con sân chạy dọa thu là được cái equipment đó là bây giờ tập prapa là khả năng research skill là bà là phở phẹt thầm thầm hòa hay trong một tiêu hóa mùi nó là cụ tập xá tên thấy mùi bằng có đầy dùm nó ở côn xây nó mới côn xây mà đi mà thơ thầy ở ba tới côn sẽ côn tự dọa có vật tăng to là cụ tuần ngôn phải chất đọc cần rối nhưng mà thơ thầy bằng có đầy có thơ ba nó bán thầy nó hai xa được nhỉ bằng tay xuống thầm thầm hòa ở thầm thầm và đấy vì phụ thu một quạt thở nó vì oxy khi này chỉ muốn này cái thầy gọt miền này và ông chẳng thích quạt cho con cứ bắt con nhẹ nhẹ phần con nãy là cụ dùng mà phơi thầy một phần gọt đấy quạt phơi ba nó bàn phần tay xuống từ xì khi này ở chẳng cụ từ vi từ lại là thằng bắt là con sắp thở phải bàn mềm ta mới vi xì khi này ở vi sai thì phải gặp vi mình được làm chia sẻ và ở thế mình là thằng cái lại nên con sắp ra toàn bản thì chẳng chỉ bằng hết con cú đấy và chẳng tí bảy nó cứ classifying và classify những cái trò cô sơ nên quạt chơi bài chạy bạn nào buộc tiếp quen clay quạt scom màu so riêng mu riêng tụ quen quạt bài chạy đang bạn nào nè bởi vậy clay tất cả cho thắc cô sơ nên có ai hỏi này similarity thì có different nè họ phép khóc nè rồi phép đôi khi nó bàn và xem quạt đồ bán nên thắc bên nó quạt chơi classify hay tu tớ cái trò này là cụ chỉ nắm khơi nhé cái cùng vùng trên của đang đại vân đại giải ám á cái này cứ chỉ nói cái này khóc nè cái chỗ này quạt hóa nó khơi nhon nó trong vấn đề thì làm bảo khơi bên thang quạt chơi cái skill classify như này nè buồn cú nè và chẳng cho nó tí buồn cứ tại tôi chỉ muốn là cái inferring là cú này cho tôi đã lựa chọn gì mới này inferring bên thang quạt chơi sờ rộng cái là đập phong tầng ngõ quạt bàn hay sờ rộng cứ tại cái đấy cái là đập phong mình thang inferring skill có sờ rộng bàn nè anh đang chọn điều mình hay chẳng tí pram nè quạt chơi predicting nè predicting là cùng miền tháp và top đi quạt sở hay quạt chơi tự định tham biết ai cắt lang tiền đang ngọt vốn ông nó không research nhé quạt được chơi mà thả lớn ôn thi học đấy ôn thi học ngọt nên là cùng đó quạt vô sở mà đầy màu một bài đó một bài lời đầy dập mưa bài đấy miền món miền tia miền chạm dập quạt mưa đúng món nó suy khang khá ta mới tia sâu xì chạm và sâu xì chấn quạt đang thả này à sâu nó bờ sân thì cất tới bờ sân thì ao tới miền tha món nó xì bằng màn phía rồi tia xì bằng màn phía rồi chạm xì bằng phía rồi nè nè hay quạt tầm mưa không bông chân quạt tháp và sân để trong châm mà bởi dương bên sầu sở là hay trong châm sắt ở đó luôn dương cứ tôi châm ngoan từ vì phun ngoan xì trần thì trần ngót thì quạt được đích tầm mũ quạt bằng chân quạt tháp được dương khơi những cái thả mình không mau bộ không mua không anh chân dương phải tự đi thác mình đang phải đợi với bên phải cái hai này cái phải process reason evidence chỉ bảo thế nhé và phải đi tìm và ti bằng môi của người hùng này không xảy này nhé ti bằng môi chạy to cho môi communicating đó communicating nghĩa là tha p để quạt đấy
quật chép đi quật rô miên có hay bên nâng ta quật vô miên nâng ọt quật rô bán nâng tự chạy chạy đồ chung mình khuôn tạm việc nào quật chạy 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 đó chạy chạy cho thác quật tư bằng hai mà đồ chung mình khuôn tạm việc nào quật phơ slide presentation quật phơ bằng hai quật xâm tay rưu quật bằng cách rưu rưu bằng cách bọt rưu dường mạch chân quật phơ bán là quật phơ bán nên thả ok là anh thác các không được kêu tính skill chân là khu mở thế này nên là khá nóng dịp bị research skill chân bằng cố cho quật quật có thể ta cô sẽ rất prapa skill là bán là prapa skill là bán miền thác cô sẽ cứ quật apply cái research skill nào rưu có cô sẽ ai để quật chúng ta bắt chân phải là như thế ở đây chân cố đường thang đấy còn phải bán cái bán sản phẩm rồi đi các bạn đọc phía rồi tờ chân bán trong gì anh chị tiếp theo cao viên lại là khu vực chặt mình từ cho mà ta ô sơ nó có thể ra sẽ skill ba người khu vực chặt bồi sẽ skill là miền trăm này miền vùng núi này chân khu thang ô sơ là không research skill đấy còn cả cái phải thang observe còn cả thang measuring còn tái quát miền tăng hà là inference được coi predicting chứ auto vi đồng lại từng đầu trên á vi lại nó cứ học hỏi cái vi đồng lại chúng nó ắt ắt được không nhỉ đó ở cho bạn cái lực ngũ đấy bạn chương mới tí bảy và tí bảy cái gì tí communication skill và chân trong sống động tiếp tục một đủ nát làm bài xuống mới tăng học cái gì chân communication skill là cụ đơn này nè cả đang bị communication làm cho người này nè tìm mũi khá tập oral và tìm bị khá tập visual tìm bị khá tập written và oral cái gì bị listening tới cái speaking sẽ cả cả đó mental listening speaking visual cái tập viewing tới cái presenting hay là written tới cái reading hay là cái writing cho bạn thấy là cũng đúng đó mental listening to speaking chứ là cũng mới cái lại này listening viewing có reading thì học thay cái là cái receptive chứ không mình thằng skill cô sẽ là cô sẽ đọc để vô chỗ này phần tay là tôi nè là cái speaking nè presenting hay là writing nè nó cái hào thang cái chia expressive đó expressive rồi có productive skill nên thay cô sẽ phải kìa chứ nó phải dễ bị oral rồi cái dễ bị listening speaking dễ bị visual viewing presenting dễ bị written reading and writing chứ nên thay khi sử dụng lời ta cô sẽ phải kìa skill nó bạn phải kìa rồi các bạn start dễ cao đấy rồi bạn làm mơ khơi là bỏ chung quanh bạn ăn không dễ cao rồi các bạn sorry bơ bọc chung mình luôn đó cứ hàng cao các bạn ăn sáu xe cả này nè nè cái này cũng bỏ này nè mày bên qua coi ta communication skill cũng sẽ nó bậc cao em không cũng sắp chấm ở tê là cụ mưa phong thạc qua bậc cao oral qua bậc cao visual đứng cao vi tân cao nào đứng qua bậc cao vi tân là qua khắc visual qua khắc ở kiểu vi dụng lại lại nè cho bạn thế nè bạn hai mũi tiếp bằng chân thì cái hàng lại này cũng nữa là nên là không Michael Holiday là cụ nè nè hàng pizza là cụ gặp cho bài Michael Holiday là thang ở lại nè lại nha thằng learning language là learning language, đúng không? À, NTP này còn hai thằng learning là bảo cái language, nè, bảo language LAL, nè. Hai trong có thằng learning through language, nè, LTL. Chẳng hạn thằng learning language ấy, cứ như là thằng cô sơn ấy có staff anh gì, có staff kê, cô staff kê, chứ bị hiển đấy, có anh gì ban cho những bò tự cho bò rồi đó. Thì bây giờ dùng presenting bên thằng cô sơn mua một phim mới ấy, có present bản, chẳng hạn thằng hai thằng learning about language. Nên là bà lại viết lớn nhưng bà lại viết nên là quạt mơ khơi như phim quạt ấy chúng mình quạt còn nhiều phim màu dày bản mà thông qua bản hành bản đó và bây giờ learning through language cái học thành reading rồi thì mình thay quạt an sắp thôi dùng mất ví dụ mất chữ thì mất trong cõi máu quạt mà từ xây dựng được bản đó chân trong cõi thì học thành để apply chân biết được quạt hoài này đó được quạt lại speaking presenting hay là writing hay listening hay là viewing hay là reading còn chưa receptive skill thì đó chân là chúng bạn thấy được đó và chứ ngay chung cho tí buồn nó tí buồn thì hào thà social skill và cũng không social skill đó chứ làm xong lúc này chẳng tết đó và social skill là cũng không cứ kể dễ bê kể kể dễ thêm vợ chẳng đó đó chụp video cho mọi người chứ cái tại công một thêm vợ đó thì mỗi cái dễ thêm vợ và hai thêm vợ nên lúc kiếm tỷ chẳng đó lúc kiếm bạc collaborate hai lúc tiếp tại cái cooperation và hai collaboration là cụ đang xem với miền thạc cô sẽ gặp phương này đó cooperation là miền càng này nó bị cụ nè chúng con hai bị cụ nè chân xu thay là bây giờ cô sẽ phương ca một khí nè
nên là vừa cảm thấy này quạt chế group này quạt chế hashtag kia ở quạt chế share quạt chế bài chế bật sọt một kia ở quạt chế ao đồng lại kia ở kia mưa lại đấy nghe mà sân cô sẽ chế prapa skill đấy nghe prapa skill và thắc quạt respect kia quạt ao đồng lại kia quạt group kia quạt bài chế kiểu này kia miền thắc cô sẽ quạt miền social này kia skill chẳng là pin không pin đấy social skill cứ sống đào từ lớp socialization sống đào từ lớp cao vừa cao luôn kia tôi chỉ thêm vừa cả năng cao ta cô sẽ phải social skill chẳng miền thắc cú win lại chưa đó mẹ tôi win lại lại như thế vì này nên ngoặc bạc hai là của quê phụ trong chưa thầm đường nhãn quạt bậc cai tăng collaborate quạt tài có operate quạt bậc cai tăng respect quạt bậc cai tăng value quạt bậc cai tăng share có hai quạt chưa thì ai respect quạt bạn mà rồi thế rồi tới value khi bạn chất sắp tầng chân cái bên này nữa này bạn tầm thấu nhá và này đó cho nên tí buồn là chưa mới mua tiền nhá và mới tiếp tí pram và tí pram cái self management skill và sang management skill của kia tí mua kia kia mười kia là theatrical skill tí bì cần sắp sổ đúng không và tí bầy communication tí buôn leadership đúng không tí rằng analytical thì hỏi đó analytical thì hỏi okay chứ nên tha sống nuôi ra cái xu thế thì mua sao how well do you know yourself này score của anh chỉ bằng con này technical skill này là bật nà conceptual là bật nà communication skill là bật nà leadership skill là bật nà technical analytical skill là bật nà về đăng khuôn ai thằng nó bật cả hai ta khuôn ai đăng cài prai khuôn ai đăng pru khuôn ai bằng bật nà chẳng về nó là của mưa về cô sát phương cao mới khi này cầm bật này cao phở chạy cái tay cầm bật này cao cái phở cầm nứt bật cao thì làm non bật cao đắp non bật này cao phía mà quan đông bật nà hay nông bật nà ta cô sát nữa quạt cài prai khuôn quạt chẳng đơn giản đại dương hào tha style correction rồi có peer nè peer work rồi individual work rồi individual ta quạt mưa quạt này quạt đâu cầm nè hay peer work ta quạt phơi cam một bức thẹn bọc quạt đó là bay riêng bay kia là bay cài tai quạt này bằng cầm cả chẳng có mưa lại nên hay bằng dương viền lại thả năng sai để mình skill bọc cung sâm để đẹp bài nè chương trong sáu một mình nè cả năng cái gì ATL approach to learning cái sự đào từ lớp mình sắp sắp prapra skill tiếng pram mean thinking skill mean research skill mean communication skill mean social skill hay là mean assignment skill là không cài riêng bọc bộ kê đó hay cả prapa skill tiếng pram là của mình khơi hay cái câu sắp vừa con ai tiếng oh prapa con ai tiếng oh nằm bay xoay rồi cái bọn mình bằng thang tên lưu chúng này đang được quạt mình sạp mà biết quạt vừa con ai chẳng hay anh ngay hào thái cái cô bị thị sơ mà chạy muốn đổi chân mặt trong sông mà chạy gồm đó hay đoàn tiết tham là không cả lấy cái trong giấy ấy bọt bằng hai nhỏ được là cố nâng dù pi quay tới hào tha bằng nâng quay hào tha ATLD ở toàn chế bị cà prà prà nè dưới đường biên video mới tiết là chế bị cà prà prà và cà prà prà nhưng trong sản phẩm thao video mới này nâng ai chui chi bảo giao đoàn lục là khu bằng tháng tiết tại toàn chỉ mùi nâng quay tới là chế bằng nâng đã được prà prà là không khu thì sang chèm rồi trong bạn bản đất vùng sông ốn sông ở quần sông chúng được liền.